cha nuôi của ngư phủ bị hành hung dã man trên tàu hé lộ tình tiết bất ngờ. Người đàn ông nhận là cha nuôi của một trong hai nạn nhân bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau đã có những chia sẻ bất ngờ. Liên quan đến clip hai người đàn ông bị hành hung dã man trên tàu cá ở Cà Mau, chiều ngày 19 tháng 11, ông LTL, người nhận là cha nuôi của nạn nhân T, V, Tia chia sẻ, thời gian ông Tia không đi theo ghe đánh cá thì ở tại nhà ông. Ông cũng là người giới thiệu cho ông Tia đi theo ghe cá, nơi mà anh Tia bị hành hạ. Vào khoảng tháng 5 năm 2022, bà chủ ghe báo Tia bị nổi mụn ở tay nên cho vào bờ để điều trị. Tuy nhiên, ông nhận thấy thương tích trên người Tia rất nặng và gặng hỏi thì anh Tia mới nói rằng mình bị đánh. Lúc này tôi mới đưa Tia đi khám và phát hiện Tia bị gãy bẹ sườn, rách tai nặng, gãy răng và có nhiều vết thương trên người. Hơn 2 tháng, tôi là người đưa Tia đi điều trị và yêu cầu chủ ghe bồi thường, ông L cho biết thêm. Sau khi được phía ông L yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần, sức khỏe cho Tia, chủ ghe đã trợ 150 triệu đồng. Sau đó có một người mà Tia nói là anh em kết nghĩa đã nhận 150 triệu đồng từ bà Hà, chủ tàu cá. Người này sau khi nhận tiền đã bỏ đi mất, đến nay, Tia chưa nhận được tiền, ông L nói. Sau này khi xem được clip Tia bị đánh như vậy tôi mới bất ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng khi đi theo tàu Tia có mâu thuẫn nên đánh nhau, chứ không nghĩ Tia bị hành hạ như vậy. Tôi đã cung cấp hồ sơ lúc Tia đi điều trị bệnh cho công an, ông L cho hay. Như báo giao thông đã đưa tin, vào ngày 15 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển, nghi ở tỉnh Cà Mau. Theo đó, đoạn clip thứ nhất dài 2 phút 45 giây ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng, bị hai người đàn ông khác hành hạ dã man. Người đàn ông bị hành hạ nhiều lần xin tha nhưng người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện những hành động dã man. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Ở clip thứ hai dài 2 phút 4 giây ghi lại cảnh nạn nhân ở Trần bị một thanh niên dùng cây kềm bấm vào tai. Theo báo cáo bước đầu của Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, trong sự việc này có hai bị hại là ông T. V. Tia, sinh năm 1975, ngụ ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, và anh LVB, sinh năm 1992, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Cả hai đều là ngư phủ. Ba nghi can liên quan được xác định gồm NCT, sinh năm 1988, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; NVT, sinh năm 1988, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; và NVH, sinh năm 1984, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Cả ba người này đều là ngư phủ. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.